Vâng, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thì tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thêm các ngư dân trong số 13 ngư dân bị mất tích. Và theo Sở Chỉ huy tiền phương thì tại khu vực tàu cá Quảng Nam bị gặp nạn thì cũng đã có thêm các tàu của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Kiểm ngư đã tiếp cận được với khu vực tàu cá gặp nạn để tham gia công tác tìm kiếm cùng với các tàu ngư dân khác có mặt tại hiện trường. Và để có thêm thông tin thì ngay lúc này tại trạm thông tin của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà là Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thưa ông, tính đến thời điểm hiện tại thì các lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích như thế nào? Sáng nay thì các cái phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường. Cụ thể là có 4 tàu của quân đội và 7 tàu cá của ngư dân Quảng Nam. Thì theo thông tin từ thuyền trưởng của 2 tàu QNA 90129 và QNA 90927 cung cấp cho chúng ta đã biết rằng là sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện trên mặt nước biển có nhiều ngư cụ và vật dụng của ngư dân. Theo nhận định của 2 thuyền trưởng trên thì có nhiều khả năng 13 ngư dân mất tích trong khi gió lốc biển bất ngờ đánh chìm tàu thì các cái ngư dân này đang mắc kẹt trong khoang tàu và khi tàu chìm thì các ngư dân chìm theo tàu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì hiện nay là ưu tiên cho việc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích, còn riêng 78 ngư dân còn sống và 2 thi thể được tìm kiếm ngày hôm qua thì sẽ được bàn giao cho tàu cảnh sát biển 8002 để rồi tiếp nhận và chăm sóc y tế cũng như bảo quản thi thể. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ Đại tá Phan Văn Thí. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm 13 ngư dân mất tích và thời điểm hiện tại thì thời tiết trên biển cũng đã thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm. Và những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ còn chuyển đến quý vị trong các bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.